Tiêu thiếu, Doãn tiểu thư xem như đã ổn định rồi. Tần Quyền, từ Ô Trì tới Thừa Châu xa xôi tới như vậy, tại sao em lại xông vào cuộc sống của anh? Trong thời gian hai mươi mấy năm đằng đẵng, tại sao em lại xuất hiện vào đúng ngay lúc này? Còn nữa, bao nhiêu người như vậy đều ở trước sảnh tiệc, tại sao chỉ có một mình em lại đỡ giùm anh viên đạn đó? Tình Quyền, em tin số phận không? Trước đây anh không tin, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu gặp gỡ nhân duyên, bây giờ anh đã có chút tin rồi. Tin gì? Cậu tới sớm vậy sao? À, chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ của tôi. Để tôi làm cho. Anh đi. Em đau lắm hả? Cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn, để cho cô ấy ngủ đi. Lập tức đi tìm Hứa Kiến Chương tới đi. Đi vào lúc này tôi sợ là không tiện lắm đâu. Hay là đợi trời sáng hơn rồi sáng có gì đi. Mà không tiện chứ. Đi ngay đi. Rõ. Có phải Doãn tiểu thư quay về rồi? Tứ thiếu kêu anh qua đó một chuyến. Tứ thiếu? Tại sao tứ thiếu lại muốn gặp tôi lúc này chứ? Thẩm phó quan à, có phải Tịnh Quyện vẫn còn trong phủ không? Hứa thiếu gia, Doãn tiểu thư muốn gặp anh. Cô ấy bị thương một chút. Tịnh Quyện bị thương rồi sao? Ừ, đi theo tôi. Mời. Tịnh Quyện. Tịnh Quyện. Tịnh Quyện. Biểu thiếu gia, đây là tứ thiếu.
Anh là... Thì ra là anh. Thế nào, Hứa thiếu gia không nhận ra tôi sao? Tứ thiếu, Tịnh Quyển à, em phải cho anh biết rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tịnh Quyển. Kiên Chương. Tịnh Quyển, anh ở đây nè. Tịnh Quyển à. Tịnh Quyển, anh là Kiên Chương của em đây. Em đừng có sợ, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh của em. Ba sư đoàn của Tự Trị Bình vẫn nên giao cho Trương Kỳ Dân đi. Từ biểu hiện của lần này cho thấy con người này đáng để tin cậy. Tôi thiếu à, Trương Kỳ Dân này là tay dân cũ của Tự Trị Bình. Nếu đem quân đội của Tự Trị Bình giao vào tay của Trương Kỳ Dân, liệu có thỏa đáng không? Dùng người không nghi, đã nghi không dùng. Lúc đầu dùng hắn đảm nhận làm tay chân cũ của Từ Trị Bình, tới nay hoàn toàn không có lý nào lại qua cầu rút ván. Nhân nhượng như vậy cũng không khác nào nuôi hổ gây họa. Lý lịch của Trương Kỳ Dân cũng không được trong sạch, khó tránh trọng trách. Theo em thấy, quân lực của Từ Trị Bình nên giao cho Dư sư trưởng và thống soái Trình Gia em, mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài. Theo như em nói, không lẽ các tướng lĩnh quân thừa từng có liên quan tới Thường Từ đều không thể trọng dụng? Có phải chúng ta nên có một cuộc tẩy rửa lớn trong nội bộ quân thừa, em mới thỏa lòng không? Tứ thiếu, ý kiến của em đơn thuần chỉ là nhìn chuyện bàn chuyện. Nếu đem trọng trách giao cho Trương Kỳ Dân, thì cũng giống như cài quả mình hẹn giờ, có thể nổ bất kỳ lúc nào. Cần chi? Anh vẫn luôn muốn nói, cách nhìn của em tuy là sắc bén, nhưng có nhiều khi cách nghĩ của em quá cạn tàu ráo máng. Nếu dựa theo suy nghĩ này của em đi thống lĩnh ba quân, chỉ sợ tới cha của em cũng cảm thấy thất vọng với thủ đoạn của anh. Tứ thiếu hiện giờ một tay che trời, tới một chút ý kiến nghe cũng không vô rồi. E là các vị tướng lĩnh đang ngồi đây đã cảm thấy thất vọng rồi. Em... Cẩn Chi, còn im miệng. Cẩn Chi, sự sắp xếp của Tứ thiếu đã có lý lẽ của cậu ấy. Bây giờ binh biến chỉ vừa kết thúc, đã dội điều chỉnh biên chế như vậy thì sẽ bất lợi cho việc ổn định đại cuộc. Được rồi, cứ theo lời của tôi mà làm đi. Tứ thiếu à, lúc nãy con gái của tôi có điều đắc tội, xin lỗi. Bỏ đi, chú về trước đi. Con gái, đứng lại cho cha. Con đứng lại cho cha. Con biết là cha muốn giáo huấn con, nhưng mà con không sai. Con gái à, con cũng nói rồi, Tứ thiếu bây giờ đã không như trước đây. Hôm nay con không nên ở nơi này. Chính diện cãi lại Tứ thiếu, không cho nó mặt mũi. Con chính là để cho anh ấy biết, nếu không có sự giúp đỡ của Trình gia chúng ta thì không có anh ấy của hôm nay. Cho dù anh ấy giữ vững giang sơn, cũng không thể nào không coi Trình gia chúng ta ra gì. Còn nữa, nói ra lúc nào cũng có lớp có làng, nhưng sao hôm nay cha nhìn thế nào cũng không cảm thấy con như đang thảo luận chính sự với Tứ thiếu, mà giống như đang giận lẫy nó. Con giận lẫy?
con với anh ấy có gì phải để dựng lễ chứ? Con gái à, cha hiểu hết rồi. Gần đây trong lòng con không được vui. Đó là một chuyện khác. Để những tướng lĩnh ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng không biết cười thầm con tới thế nào. Cha, lần này cha thực sự đã đánh giá thấp con gái của cha rồi. Trình Cẩn Chi con tuyệt đối không phải là loại con gái chỉ biết tranh giành ghen tuông. Đối với một chuyện lớn như vậy, con là công tư phân minh, nhìn chuyện nói chuyện. Cẩn Chi à, con dám nói hôm nay con cãi lại Tiêu Thiếu, không có kèm theo chút tâm trạng riêng nào sao? Con thừa nhận con có chút tâm trạng, nhưng có một điểm này cha phải tin ở con. Bất kể giảng tình nguyện đó có tồn tại hay không, bất kể con và Bái Lâm rốt cuộc có mối quan hệ gì, thì tay chân của Quốc Từ Trị Bình vẫn không nên để vào tay của Trương Kỳ Dân. Thái độ này không liên quan gì với tình cảm hết. Cha cũng hiểu mà. Có điều là trong thái độ đối với chuyện của Trương Kỳ Dân, có phải còn có đôi chút quá võ đoán không? Cha cứ chờ xem. Bây giờ Tứ Thiếu cứng đầu cố chấp, không nghe lời con khuyên, sớm muộn cũng có ngày anh ấy nhất định hối hận. Tiểu thư, Tiểu thư. Ừ. Trời ơi, cô làm chú Dung mệt chết rồi. Tốn biết bao nhiêu công sức, cuối cùng đã kiếm được thuốc mà tiểu thư cần về đây rồi. Cô coi đi, có đúng không? À, đúng rồi, chính là cái này. Chú Dung đúng là có bản lĩnh, thuốc này mà chú cũng tìm được. Con gái à, con lại hát dở tuồng nào nữa vậy hả? Cái này là loại thuốc trị thương đạn bắn tốt nhất thế giới. Con định làm gì? Không lẽ là... Cha đoán đúng rồi. Con chính là muốn đi tìm cô gái bị thương đó. Con muốn đi thăm Doãn Tịnh Quyển à? Ừ. Tiểu thư à, chuyện này nghĩa là sao vậy hả? Tôi mệt gần chết mà cô lại đi thăm ả tiện nhân đáng ghét đó sao? Đúng vậy, tôi muốn đi cảm ơn cô ta. Cảm ơn cô ta ngơ ngác trúng một viên đạn, cứu người đàn ông của con. À, chào Cẩn Chi tiểu thư. Tiểu thư có phải tìm Tứ Thiếu không? Tôi không tìm Tứ Thiếu, tôi đặc biệt tới thăm Doãn tiểu thư. Cẩn Chi tiểu thư à, thật lòng xin lỗi, Tứ Thiếu đã dặn dò rồi. Doãn tiểu thư bị thương nặng, người ngoài tất cả đều miễn thăm nom. Tôi là người gì hả? Tôi xem là người ngoài sao? Ông tránh ra cho tôi. Cẩn Chi tiểu thư à, Tứ Thiếu đã... Cẩn Chi tiểu thư. Doãn tiểu thư, tôi tới đây cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đỡ đạn cho Bái Lâm, cứu tính mạng của anh ấy. Cần phải biết, mạng của Bái Lâm cũng giống như mạng sống của chính tôi. Cho nên, cô cũng xem như là ân nhân của tôi. Tôi đem tới cho cô thuốc trị vết thương đạn bắn tốt nhất. Nó có thể giúp cho cô nhanh khỏe lại hơn. Đi, đổi thuốc kháng viêm mà ta đem tới cho Doãn tiểu thư. Cẩn Chi tiểu thư, chưa có chỉ thị của bác sĩ, chúng tôi không dám tùy tiện đổi thuốc đâu. Tôi từng theo cha tôi chinh chiến, vết thương đạn bắn thấy nhiều rồi. Loại vết thương này tôi có kinh nghiệm nhất. Bác sĩ Trình lại là anh trai của tôi, cô có gì phải sợ? Còn không mau đi. Sao hả? Cô dám không xem lời tôi nói ra gì hay sao? Cẩn Chi tiểu thư, xin cô bớt giận. Cô ấy chỉ là không dám làm trái lệnh của Tứ Thiếu. Bên chỗ Tứ Thiếu tôi sẽ tự giải thích. Vậy nếu Doãn tiểu thư có điều gì bất trắc, không ai gánh vác nổi trách nhiệm này. Hỗn láo! Cô cảm thấy tôi sẽ hại cô ta? Tại sao tôi phải hại cô ta? Câu này là do cô tự nói đó, tôi không có nói. Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa. Cẩn Chi tiểu thư, xin cô bớt giận, đừng chấp nhặt cô ấy. Cô cút ngay cho tôi, lập tức biến mất. Tiểu thư, tôi là trợ lý của bác sĩ Trình, không phải a hoàng của cô. Cô không có quyền kêu tôi biến mất. Ôi trời ơi, hai người đừng cãi nhau nữa, đừng kinh động đến Doãn tiểu thư. Tránh ra. Các người đang làm gì vậy? Tứ Thiếu, cô ta. Bái Lâm, em tới là. Tiểu thư. Rõ ràng là em tới gây rối. Mau đi thôi. Anh buông tay ra. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang muốn hỏi em tới đó làm gì? Em tới thăm Doãn Tịnh Quyển, như vậy cũng không được sao? Em như vậy là tới thăm bệnh sao? Em cơ bản là tới gây rối. Bái Lâm,
anh thật sự hiểu lầm em rồi. Em đem thuốc kháng viêm trị đạn bắn của Đức tới để thăm cô ấy. Cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cô ấy đã cứu mạng anh. Tình nguyện cứu mạng anh, anh tự biết cảm ơn cô ấy. Nhưng mà anh thật sự không cần em bận tâm. Bái Lâm, khó khăn lắm em mới kiếm được thuốc đó, đích thân thăm hỏi, anh lại có thái độ này sao? Ý tốt của em, anh thay tình nguyện cảm ơn em. Bái Lâm, sao em cứ cảm thấy gần đây thái độ của anh đối với em càng ngày càng lạnh nhạt? Từ sau khi giải tình nguyện bị thương, anh vốn dĩ cũng không muốn nói chuyện với em. Hồi nãy anh còn hung dữ với em tới như vậy. Trước đây anh chưa bao giờ nổi nóng với em. Cũng vì người con gái đó mà anh nổi nóng với em tới vậy. Anh chỉ biết vết thương của cô ta, nhưng anh có từng nghĩ tới anh quan tâm cô ta như vậy, tất cả tâm tư đều dành cho cô ta, em đau lòng buồn khổ tới thế nào không? Người anh quan tâm không chỉ là cô ấy, anh quan tâm đến mỗi một người dân của Thừa Châu, bao gồm cả em. Thì ra trong lòng anh, em đã biến thành mỗi một người dân đó phải không? Bái Lâm, chỉ vì giãn tình nguyện đỡ đạn cho anh, còn em thì không. Mà thái độ của anh lại khác biệt nhiều như vậy sao? Cần chi, em suy nghĩ nhiều rồi. Bái Lâm, anh hãy tin em, nếu thời gian có thể quay ngược lại tới hôm đó, em cũng sẽ xông tới đỡ đạn cho anh. Em cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cho anh. Chứ không phải chỉ có một mình cô ta có thể làm được điều đó. Em nói những chuyện này để làm gì chứ? Anh không hề trách em, cũng không yêu cầu em làm chuyện gì về anh hết. Đây không phải là nghĩa vụ của em. Đây dĩ nhiên là nghĩa vụ của em. Em vì người đàn ông mà em thích, có thể làm bất cứ chuyện gì. Vì anh, đừng nói là đỡ một phát súng, cho dù phải chết, em cũng không chút sợ hãi. Cần chi à? Anh nghĩ là em hiểu lầm rồi. Anh không hề cần em thích anh như vậy. Trước giờ anh chỉ xem em như em gái thôi. Em gái, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau như anh em. Em và Tính Chi đều là người thân của anh, là bạn của anh. Em là đứa em gái thông minh nhất của anh. Rất nhiều lúc anh đều phải dựa vào suy nghĩ và phán đoán của em. Nhưng mà tình cảm chỉ dừng ở mức đó thôi. Vậy tại sao anh nói với em trễ vậy? Em cứ tưởng hai chúng ta luôn luôn rất hiểu ý nhau. Đó chính là hai chúng ta nên đến với nhau, sớm muộn gì cũng đến với nhau. Giữa ngàn vạn các cô gái, chỉ có em là hiểu anh nhất, chỉ có em mới có thể giúp đỡ cho anh. Em cứ tưởng anh cũng trân trọng sự tồn tại của em giống như em trân trọng anh. Em cứ tưởng những lời em chưa từng nói ra đó, anh đã hiểu rõ từ lâu rồi. Anh không biết điều gì đã khiến cho em hiểu lầm sâu như vậy. Anh chưa từng làm chuyện gì quá bổn phận đối với em, cũng chưa từng nói là anh thích em mà. Không phải đâu, anh vẫn luôn thích em mà, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi. Anh xem những cô gái bên cạnh anh, bọn họ chẳng qua chỉ là mây khói bay ngang. Còn em và anh, hai chúng ta trước sau kề vai chiến đấu. Đó không phải là tình yêu. Anh và những cô gái đó chẳng qua chỉ là gặp lúc vui thôi. Anh với em là chiến hữu, là bạn bè, đồng sinh cộng tử với nhau, không liên quan gì tới tình yêu đâu. Vậy với Doãn Tình Nguyễn, cô ấy cũng là cô gái anh gặp lúc vui có đúng không?
anh đối với Tình Quyến là thật lòng. Không thể nào, anh gạt em thôi. Anh sẽ không thích người khác đâu. Em không tin, em không tin. Trước giờ anh cũng không tin. Trên đời này làm gì có tình yêu, đó chỉ là thứ huyễn hoặc. Nhưng bây giờ thì anh đã tin. Là Tình Quyến khiến cho anh có cảm giác này. Lúc đó anh nhìn thấy cô ấy chảy máu không ngừng. Anh luôn nghĩ, nếu như cô ấy không sống được thì cả đời của anh sẽ không thể sống vui nữa. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cẩn Chi, Cẩn Chi, em bình tĩnh lại đi. Anh kêu em làm sao bình tĩnh? Người đàn ông em yêu nói với em là anh ấy yêu một cô gái khác, em làm sao mà bình tĩnh được? Cẩn Chi, chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Em hiểu tâm tư của cô ấy sớm một chút, đau lòng sớm một chút, mới có thể tỉnh táo sớm một chút, làm lại từ đầu. Anh, ước mơ từ nhỏ của em chính là được ở bên Bái Lâm cả cuộc đời, làm người yêu của anh ấy, làm chiến hữu của anh ấy. Em muốn kề vai chiến đấu với anh ấy, sống chết có nhau. Mà tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ bọn em là trời sinh một đôi. Trình Cẩn Chi em đã mặc định là mộ dung phu nhân của anh ấy, không còn ai khác. Nhưng mà tại sao, tại sao vậy? Cô gái đó vừa xuất hiện thì tất cả đều thay đổi, tất cả ước mơ của em đều bị dập tắt. Tại sao vậy? Từ trước tới nay em kiêu ngạo tới như vậy, tự cao tự đại như vậy, nhưng mà hôm nay em cảm thấy bản thân rất tội nghiệp. Em đứng trước mặt anh ấy xin xỏ tình yêu như một kẻ ăn mày, mà anh ấy vẫn không cho. Em đã thấp kém tới như vậy rồi, anh ấy vẫn cự tuyệt. Được rồi, em gái ngốc, em có thể bất chấp tất cả để yêu một người, không sợ phải chịu tổn thương. Đó không phải tội nghiệp, mà là dũng cảm. Anh cảm thấy rất tự hào vì em. Anh, em đã đem toàn bộ dũng khí ra để yêu anh ấy. Vì Bái Lâm, chuyện gì em cũng chấp nhận làm, kể cả hy sinh mạng sống của chính mình em cũng không hối tiếc. Nhưng mà tại sao em có điểm nào không bằng được cô gái đó? Tại sao anh ấy yêu cô ta mà không thể yêu em chứ? Cẩn Chi à, yêu một người không hề sai, nhưng đồng thời em cũng phải đón nhận sự tàn khốc của tình yêu. Người mà em yêu không phải như món đồ chơi lúc nhỏ em muốn có được là có được đâu. Cậu ấy là một con người sống động, là một con người có linh hồn. Cậu ấy cũng có cách nghĩ riêng của mình, có sự lựa chọn riêng của mình. Em đừng nên giống trẻ con, muốn gì được đấy. Cũng không thể bất chấp cảm nhận của cậu ấy, si tình đeo bám. Em càng như vậy, em sẽ càng xa cậu ấy, càng ngày càng xa. Yêu là thứ không thể miễn cưỡng nhất trên đời này, là thứ cần phải có duyên phận. Em gái à, em nhất định phải nhìn thoáng. Em hiểu hết.
Em hiểu hết tất cả. Nhưng em không nhìn thoáng được. Em thật sự không nhìn thoáng được. Em cả đời cũng không muốn nhìn thoáng. Em không muốn. Làm ơn trách ra, làm ơn. Cẩn thận chút nha, bên trong rương đều là bình hoa cổ hết đó. Dạ tôi biết rồi. Bên này nè, cái đó là tặng cho Doãn tiểu thư đó, đừng có làm bể đó rồi, nha. Dạ được. Dạ. Nhẹ tay thôi, để lên trên. Để ở đây hả? Đúng rồi. Dạ được, dạ được. Dư phu nhân tặng hai cây nhân sâm ngàn năm. Biểu thiếu gia, những thứ bên ngoài đó đều là những quà tặng. Các phu nhân tiểu thư tới thăm Doãn Tịnh Quyển mấy ngày nay. Bác sĩ đã nói rồi, tiểu thư nhà chúng ta ở đây cần yên tĩnh, cho nên tôi đã ngăn lại hết rồi, không cho họ vào trong thăm. Chỉ là những đồ vật người ta đặc biệt đem tới tặng, nên đành phải để ở đó. Biểu thiếu gia, hay là cậu ghi lại giúp cho tiểu thư? Cứ để ở đó trước đã, lát nữa tôi sẽ ghi lại. Để xong các anh lui ra đi. Dạ được. Tịnh Quyển à, em mau tỉnh lại. Nói cho anh biết mọi chuyện, không phải giống như anh nghĩ đi. Dư sư trưởng, lâu quá không gặp. Người anh em, lần này cậu bị kinh sợ rồi. Kiến chương này còn phải đa tạ sự giúp đỡ của dư sư trưởng. Tôi có giúp đỡ được gì đâu, đều là Doãn tiểu thư bôn ba giúp người anh em đó. Cậu em à, cậu tới Thừa Châu cũng được một thời gian rồi. Hôm nay tôi đặc biệt tới đây mời cậu uống ly rượu, ăn bữa cơm thường ha. Không đâu dư sư trưởng à, Tịnh Quyển đang bị trọng thương, đến hôm nay còn chưa tỉnh. Tôi không yên tâm lắm, muốn ở bên cạnh cô ấy. Ở đây y tá bác sĩ nhiều như vậy, cậu còn lo cái gì nữa? Hơn nữa Doãn Tịnh Quyển cũng không thể tỉnh ngay được đâu. Mấy hôm nay cậu cũng lo lắng nhiều rồi, coi như đi thư giãn với tôi đi ha. Không cần đâu, tôi nói thật không mà. Cần đâu. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu về ha. Lên xe đi. Tôi đã đặt được một chỗ rất hay, chúng ta uống với nhau vài ly cho thoải mái nghe. Giao cho mọi người, đã làm xong chưa? Làm xong rồi. Tứ thiếu, chuyện mà anh đã giao phó, dư sư trưởng cũng đang làm rồi. Được. Tứ thiếu, Doãn tiểu thư tỉnh rồi. Tình Quyên, Bái Lâm. Tứ thiếu, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh. Tứ thiếu lo lắng quá chừng, cách một hồi lại tới thăm tiểu thư. Bái Lâm, ở lại với cô ấy nha. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Phát súng này suýt chút đã lấy mạng của anh. Đúng rồi, chuyện của anh sao rồi hả?
mọi chuyện căn bản đã bình yên trở lại rồi. Tình Quyền, cũng may là em không sao, bằng không anh sẽ hối hận cả đời. Anh đừng lo cho em, em đỡ nhiều rồi. Em có biết không, em vừa tỉnh lại, việc đầu tiên em quan tâm lại chính là chuyện của anh. Em có biết anh vui tới cỡ nào không? À, đúng rồi. Hai hôm nay, trong lúc em mê man, hình như có thấy Kiến Chương đã tới. Anh ấy đâu rồi? Anh có mời Hứa Thiếu Gia tới bầu bạn với em. Anh ấy luôn ở đây. Chỉ là vừa trưa ngày hôm nay, Dương sư trưởng mời anh ấy đi ăn, nên ra ngoài rồi. Ờ. Lão đệ à, Doãn tiểu thư phúc tuệ song toàn, tất nhiên sẽ gặp dữ quá lạnh. Thêm nữa, con nghiêm lệnh của tứ thiếu, trị không khỏi cho Doãn tiểu thư sẽ hỏi tội bác sĩ đó. Dư sư trưởng. Ừ. Chúng ta là bạn đã lâu, hôm nay ông nói thật với tôi đi. Tứ thiếu đối với Tình Quyển có vài lời tôi không nên nói nhiều, nhưng mà chúng ta giao du nhiều năm như vậy, tôi không nói thì lương tâm của tôi sẽ rất căng rứt. Doãn tiểu thư quả thật là nữ trung hào kiệt, là một kỳ nữ hiếm thấy. Chỉ dựa vào việc một mình cô ấy gan dạ tới Thừa Châu để cứu cậu, tôi liền muốn nói một câu là cô ấy giỏi. Tứ thiếu để ý Doãn tiểu thư cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Nè, tôi là người ngoài, tôi nói lời này cậu đừng có phiền nha. Theo tôi thấy, Doãn tiểu thư đối với tứ thiếu cũng chưa hẳn là vô tình đâu. Tình Quyển sẽ không đâu. Có hay không thì tôi không có biết, nhưng mà trên dưới quân thừa có nhiều người đều biết cô ấy là bạn gái của tứ thiếu. Cô ấy cũng không có tránh né gì, cả ngày cùng tứ thiếu hành tung thân mật. Phải biết là phủ đốc quân này trước giờ chưa từng chứa một cô gái vô duyên vô cớ không thân không thích nào, mà cô ấy lại công khai ở lại đây. Có rất nhiều chuyện không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Tình Quyển không phải là người như vậy. Tôi tin cô ấy không phải. Phải. Tôi thấy Doãn tiểu thư cũng không phải là người tham lam phú quý. Chỉ có điều tứ thiếu thiếu niên anh tuấn, gác lại thân phận địa vị không nói, cũng là một mẫu nhân tài, phàm là phụ nữ đều coi trọng cậu ấy. Tôi nghĩ bọn họ quen biết lâu như vậy rồi, kiểu gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Cậu em à, tôi coi cậu như anh em ruột mới nói với cậu nhiều như vậy. Dù cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho người nhà của cậu. Nếu như chọc phải con người đó, sau này chuyện làm ăn của cậu tính sao đây? Tính khí của cậu ấy, cậu ít nhiều gì cũng nghe qua mà. Thật sự là lật mặt. Đừng có nói chuyện đi lại làm ăn sau này không được. Ở sáu tỉnh Giang Bắc này, ngay cả tới miếng đất cắm dùi cậu còn không có. Với lại, cậu còn có bà nội già. Với lại em trai em gái, cậu bất chấp mạo hiểm thì họ trông chờ vào ai đây? Nặng nhẹ như thế nào, cậu hãy tự cân nhắc đi. Không phải chỉ là nữ nhân thôi sao? Cậu là một nhân tài, chẳng lẽ sợ không tìm được hả? Ê, cậu em à, tới rồi. Chậm chậm một chút, cẩn thận nha, cẩn thận. Có chừng bậc thang. Cẩn thận. Dạ.
Dìu Hứa tiên sinh lên lầu. Dạ. Hôm nay vất vả cho sư trưởng rồi. Nói tới thiếu gia yên tâm đi. Cáo từ nha. Sư trưởng, đi thông thả. Về thôi. Người đâu? Hứa tiên sinh, có gì căn dặn? Giúp tôi mua một vé tàu hỏa để quay trở về Ô Trì. Dạ. Em sao vậy? Tương Thiếu, sao anh ngủ ở đây chứ? Anh có công vụ bận rộn, sau này đừng thức thâu đêm ở đây nữa. Tối qua chỉ nói là ngồi đây một chút, ai mà ngờ lại ngủ quên mất. Tư Thiếu, vậy anh mau về nghỉ ngơi đi. Trời cũng sáng rồi, để thêm lát nữa là tới giờ đi làm rồi. Anh ngồi chơi với em một chút. Anh ơi, Kiến Chương, anh ấy đã về chưa? Anh hồ đồ mất rồi. Em đợi một chút, để anh hỏi giùm em. Người đâu? Tứ Thiếu. Hứa Thiếu Gia đâu? Hứa Thiếu Gia tối qua đã uống say, là dư sư trưởng phái người đưa anh ấy về. Bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng khách. Anh ấy chắc là lo cho vết thương của em nên mới uống rượu giải sầu. Khó trách là dễ say. Bác sĩ nói rồi, bây giờ em có thể ăn uống bình thường, nhưng mà chỉ được ăn thức ăn lỏng. Em muốn ăn gì, anh kêu họ làm cho em. Sao cũng được. Cháu nha. Đi, nói với nhà bếp mang cháu lên đây. Dạ. Thơm quá. Tôi cũng thấy đói rồi. Vậy tôi múc cho Tứ Thiếu một chén. Được. Tứ Thiếu có muốn rửa mặt súc miệng trước không? Hứa Thiếu Gia, Doãn Thiếu Thư vừa tỉnh. Vậy sao? Hứa Thiếu Gia mời. Tình Quyển, ai tới vậy? Nếu là Gia Bình thì nói cậu ấy ở ngoài đợi một chút. Anh à, là Kiến Chương tới.
Anh tới rồi sao? Tình Quyến, anh sắp trễ giờ rồi, vậy nên không ăn sáng với em nữa. Anh cứ tự nhiên đi. Được. Chuẩn bị xe, tôi phải tới doanh trại Đông Giao một chuyến. Dạ. Bên Dư sư trưởng sao rồi? Dư sư trưởng nói Tứ thiếu hãy yên tâm. Kiên Chương, em và Tứ thiếu là anh em kết nghĩa. Anh ấy lúc nào cũng đối xử lịch sự với em. Hai người là anh em kết nghĩa. Anh có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thái độ anh cứ như là em làm gì có lỗi với anh vậy. Tình Quyền, anh sắp về Ô Trì rồi. Nè, tại sao vậy? Anh vốn dĩ chưa đi là bởi vì không yên tâm về em. Về sau nghe nói em bị thương, càng không thể bỏ mặc em. Bây giờ coi bộ em ở đây không có gì là không tốt, nên anh dự tính trở về nhà xem thử. Chắc chắn là anh đã nghe người khác nói gì rồi, nên đã nghi ngờ em. Kiến Chương, hai chúng ta cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Em là loại người thế nào anh còn không rõ sao? Sao anh không chịu tin em chứ? Trên dưới của phủ đốc quân này, ai cũng đều coi em là bạn gái của Tứ thiếu. Em bảo anh làm sao tin em đây? Em đã sớm biết anh là vì chuyện này. Sau khi em bị thương, cũng không có cơ hội giải thích rõ với anh nữa. Kiến Chương, anh nghe em nói. Thật ra mọi chuyện đều là giao ước giữa em và Tứ thiếu. Anh ấy vì muốn để thượng từ hai vị thống chí lên là phòng bị, nên để em giả thành bạn gái của mình. Dưới sự che chắn giả tạo này, Tứ thiếu mới có thể từng bước triển khai kế hoạch của anh ấy. Kiến Chương, và tất cả những chuyện em đã làm cũng là vì anh. Em muốn cứu anh ra ngoài. Em đã không tiếc gì chuyện tổn hại thanh danh. Anh hãy tin em đi. Từng câu từng chữ mà em vừa mới nói đều là thật lòng. Giữa em và Tứ thiếu hoàn toàn trong sạch. Xin anh hãy tin em mà. Cậu không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho người nhà của cậu. Nặng nhẹ như thế nào, cậu tự mình cân nhắc đi. Nội yên tâm, con nhất định sẽ cẩn thận, nhất định mình ăn trở về. Cha. Sao? Cha. Mọi gánh nặng ở trong nhà đều nhờ hết vào con. Cha. Cha. Cha.
Tình Nguyễn à, Hứa gia anh là một gia đình truyền thống, anh không thể để bà nội đau lòng, khiến gia tộc xấu hổ. Sáu tỉnh Giang Bắc không ai không biết quan hệ giữa em và Tứ Thiếu, Hứa gia và anh. Thực sự không thể mất mặt như vậy. Tình Nguyễn, em tuy chưa phụ anh chỉ có thể phụ em. Kiến Chương, em trăm cay ngàn đắng chạy tới Thừa Châu làm tất cả những chuyện này đều là vì anh. Sao anh lại có thể nói ra những lời này? Anh thực sự vì chuyện này mà không cần em nữa sao? Kiến Chương, dù sao anh cũng là người nhận được sự giáo dục hiện đại, vậy mà bây giờ sao anh dùng những lý do này để đối với em chứ? Không sai, anh dùng ân phụ nghĩa. Nhưng mà em có từng nghĩ qua cho anh không? Em không tiếc thanh danh của mình cứu anh. Anh là một người đàn ông, anh không chấp nhận đổi đại ân này của em. Kiến Chương, em thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Bác sĩ Trình, mau tới xem thử tiểu thư sao rồi. Tiểu thư, có chuyện gì hả? Doãn tiểu thư, y tá, mau chuẩn bị thuốc an thần. Nè, cẩn thận một chút. Hứa tiên sinh, đây là Tứ Thiếu đặc biệt căn dặn chúng tôi chuẩn bị, coi như là chút tâm ý, mời tiên sinh nhận cho. Không cần đâu. Hứa tiên sinh, lần này tới Thừa Châu đã khiến anh ấm ức rồi. Tứ Thiếu chúng tôi có nhờ tôi chuyển lời, anh ấy đang bận diệt quân đi không được, bằng không sẽ ra tiễn anh. À, Tứ Thiếu còn nói ngày sau nếu như Hứa tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì, Tứ Thiếu sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hứa tiên sinh, mời. Chuyện này là sao? Lúc nãy tinh thần tiểu thư có chút kích động, bác sĩ Trình đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Tên họ Hứa đâu? Hắn rốt cuộc đã nói cái gì? Hồi nãy tôi ở bên ngoài cũng không nghe rõ lắm, chỉ nghe nói là hình như sẽ một mình trở về Ô Trì. Tình Quyên, em đừng sốt ruột, anh lập tức cho người tìm Kiến Chương tới. Tình Quyên, em đừng khóc. Em muốn ra làm sao thì nói, anh lập tức cho người làm ngay. Tứ Thiếu, anh ấy lên tàu quả rồi. Có lên cũng phải gọi về cho tôi. Rõ. Tứ Thiếu. Tình Quyên, nếu như em muốn gọi anh ta về, anh bất luận ra sao cũng sẽ kêu người tìm về cho em. Em tuy chưa phụ anh, anh có thể phụ em. Anh dâng ơn phụ nghĩa, nhưng mà em có từng nghĩ qua cho anh, em không tiếc thanh danh của mình để cứu anh. Anh là một người đàn ông, anh chấp nhận không đổi đại ân này của em. Anh
anh ấy đi đi. À, đi đường bình an nha. Tạm biệt. Thứ tiên sinh à, chúng tôi đi trước đây. Còn quên nữa gì hết. Xài tiết kiệm thôi nha con. Đồ đặt chuẩn bị đầy đủ hết. Nhớ đi là thường mau lên tàu đi. Tạm biệt cha mẹ. Dạ con biết rồi. Làm gì vậy? Cha mẹ đi bình an. Hắn sẽ đối xử tốt với em. Cho dù chúng ta chạy tới chân trời góc bể, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tới lúc đó, chúng ta đều phải chết. Tiểu Lan, anh còn có cha phải chăm sóc. Anh không thể chết được. Nếu anh mà chết, ông ấy phải làm sao? Tiểu Lan, nghe lời anh, em hãy gả cho kẻ đó đi. Hắn sẽ đối tốt với em mà. Khốn kiếp mà. Tiên sinh, ngay tới người mà mình yêu cũng không bảo vệ được. Anh có còn là người hay không vậy? Anh là ai vậy? Mặc kệ tôi là ai đi, tôi chính là người dạy dỗ anh. Một nam tử hán đường đường chính chính, lẽ ra nên có trách nhiệm với người mình yêu. Anh vì bản thân tham sống sợ chết, liền đem người con gái của mình đẩy vào hố lửa. Hả? Anh có còn là người hay không? Anh chính là súc sinh hèn nhát đó. Tiên sinh, anh đừng nói nữa. Anh ấy cũng có nỗi khổ tâm. Khổ tâm cái gì chứ? Hả? Tất cả đều là cái cớ, cái cớ hèn nhát thôi. Tiên sinh, tôi cầu xin anh, hãy tha cho anh ấy đi. Đó đều là cái cớ. Cái cớ hèn nhát. Cũng không tệ, mọi thứ bình thường. Cảm ơn Trình tiên sinh. Thật ra bây giờ cô có thể xuống giường rồi. Ra ngoài hoạt động một chút sẽ tốt cho việc phục hồi. Tôi dìu cô. Nào. Nào, ngồi xuống. Tiểu thư đừng quá đau lòng. Chờ sau khi vết thương bình phục, rồi từ từ giải quyết vấn đề phiền não đó. Tránh lo quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy tôi về trước đây. Trình tiên sinh, anh nói thử coi, trên đời này có cái gì kiên cố tới không phá vỡ nổi, hay là không thể thay đổi không? Doãn tiểu thư, sao cô lại cảm thấy như vậy? Thứ mà trước đây tôi cho rằng kiên cố, không phá vỡ, không thể thay đổi, vậy mà chạm nhẹ một cái liền ngã đổ hết rồi. Anh nói coi, chúng ta còn nên tin vào cái gì đây? Mọi thứ đều sẽ như vậy. Đời người trước sau rồi sẽ trải qua quá trình như vậy. Nhưng mà sau khi bị biến mất, những thứ một lần nữa lại sinh trưởng đó, mới thực sự trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Trình tiên sinh, những gì anh nói thật là hay. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, Tam tiểu thư. Qua mai nở rồi. Trời ơi, Tam tiểu thư. Tứ đệ em mau trở về Tam đi. Tam tiểu thư à. Tứ đệ em trở Tam về đi. Tam tiểu thư nghe lời đi. Tam tiểu thư à, chúng qua ta mai về nở thôi. Rồi. Tam tiểu thư. Tam tiểu thư à, đi về thôi.
Tam tiểu thư, về thôi, về thôi. Ôi trời ơi. Sinh ra trong gia đình phủ đốc quân như vậy, Tam tiểu thư quả thực đáng thương. Mới đầu lão đốc quân cho cô ấy đến hôn với nhị thiếu gia Thường gia, cũng là có ý thông gia về mặt chính trị. Dường như duyên phận trời định, hai người họ tương kính như tân, Tam tiểu thư cũng xem như là hạnh phúc. Nhưng mà hiện giờ, trong vòng một đêm, lại trở nên nhà tan cửa nát. Trình tiên sinh, anh và Mộ Dung gia rất thân phải không? Cha tôi và lão đốc quân tình nghĩa lâu năm, tôi và Bái Lâm cũng là lớn lên cùng với nhau. Cẩn Chi mà cô từng nghe nói chính là em gái của tôi. Nhưng anh với Cẩn Chi tiểu thư không giống nhau chút nào. Cẩn Chi có rất nhiều suy nghĩ và cách làm, tôi quả thực không tán đồng. Tuy rằng tôi bệnh nằm trên giường, nhưng mà cũng có nghe nói Trình tiên sinh ngoại trừ chăm lo cho bệnh của tôi, đồng thời cũng chăm lo cho Tam tiểu thư. Tam tiểu thư đáng thương như vậy, chăm sóc là đương nhiên. Cho dù Tứ thiếu có nỗi khổ tâm thật, nhưng dù sao cũng là quá nhiều mạng người, huống hồ chi còn có người nhà của Tam tiểu thư. Tôi thật sự không hiểu nổi. Phải biết là tham vọng đối với quyền lực chính là sẽ từ từ chiếm đoạt một người như vậy, khiến hắn trở nên khô khan vô tình. Bái Lâm vốn cũng không phải là người như vậy, nhưng tôi thật sự lo lắng cậu ấy ở trên con đường này càng đi càng xa, đánh mất bản thân mình. Tứ thiếu, Tam tiểu thư mấy ngày nay ăn uống khá hơn rồi, cô ấy chịu ăn đồ ăn rồi. Hôm nay còn uống canh gà, ăn chút trái cây, nhưng mà tinh thần vẫn còn chút ngẩn ngơ. Một mình lặng lẽ khóc thầm, có đôi lúc tự mình tự nói tự trả lời, giống như là đang nói với Tam cô gia. Bà có đưa chị ấy đi dạo, dễ sầu không? Hôm nay lúc trời nắng đẹp tôi có đưa cô ấy ra vườn hoa, nhưng mà cô ấy ngắt một cành cây khô, miệng còn nói hoa mai đã nở rồi, lại còn nói tặng cho Tứ thiếu nữa. Chị ba, không sao đâu, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương mà. Từ từ chị sẽ quên thôi. Chị nhất định sẽ khỏe lại. Tình Quyến. Anh tới rồi. Hôm nay em thấy sao rồi? Thấy đỡ hơn rồi. Trình tiên sinh đã đưa em ra ban công ngồi. Cơ thể của em đang trong quá trình phục hồi dần, với lại cô tính chị hết lòng chăm sóc, anh không thấy lo chút nào hết. Anh chỉ sợ bản thân em suy nghĩ lung tung, trong lòng lại không vui. Đừng nói nữa. Được rồi, anh không nói nữa. Hai hôm nay thời tiết khá đẹp, đợi khi nào em khỏe lại thì có thể ra ngoài vườn đi dạo. Hôm nay em đã nhìn thấy Tam tiểu thư ở trong vườn qua. Em nhìn chị ấy tiểu tụy đi rất nhiều, với lại tinh thần chị ấy cũng ngơ ngàng ngơ ngẩn nữa. Tình Quyến, anh biết là em đang trách anh. Thực ra trong căn nhà này có hai người đang trách Mộ Dung Phong anh. Một người là em, người còn lại là bản thân anh. Nhưng mà Tình Quyến à, có bao nhiêu người có thể hiểu được? Trên cao vô cùng lạnh. Sống trong một gia đình như vậy,
thì phải chịu đựng được nỗi khổ mà người khác không thể chịu đựng được. Bộ chỉ huy quân Vĩnh, ý của Tự tướng quân là đợi thêm. Đúng là một kẻ bỏ đi. Một khi Mộ Dung Phong tới trấn giữ, hắn tới một cái rắm cũng không dám đánh. Trương tướng quân không manh động, có lẽ có lý của ông ấy. Mộ Dung Phong bất quá chỉ là con nối nghiệp cha, một súng một pháo chưa từng bắn qua, với lại là một đốc quân, chúng ta sợ hắn sao? Đại soái, Mộ Dung Phong vừa mới tiếp quản quyền lực, chỗ đứng chưa vững, muốn đánh bại hắn bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Truyền mệnh lệnh của tôi, hành động theo kế hoạch cũ, tấn công quân thừa. Rõ. Tình hình Càn Bình sao rồi? Vừa mới nhận được tin tức cửa thành đã bị công phá. Hả? Sao có thể chứ? Bởi vì lão đốc quân gặp nạn, tôi đem quân đội của Càn Bình điều đi một ít, chỉ để lại một sư đoàn. Còn quân Vĩnh lại có chuẩn bị mà tới, công kích vô cùng mãnh liệt. Sư đoàn 10 của Trương Kỳ Dân không phải ở gần đó sao? Trương Kỳ Dân đó e là dẫn sói vào nhà. Sư đoàn 10 của hắn e là mới bắn dậy phát đã tan trả hết rồi. Cái tên khốn kiếp Tư Thiếu, nếu như nội loạn chưa yên, qua ngoài đã tới, tôi lo là Thừa Châu bên đó sẽ... Tôn Kính Nghi, thuộc dạng chưa thấy thỏ thì chưa thả chim ưng. Hiện giờ quân thừa vừa mới đánh tới trước mặt, theo tính cách của Tôn Kính Nghi, hắn tạm thời sẽ không hành động khinh suất. Nhất định phải mau chóng khống chế cục diện phía bên ngoài mới có thể ngăn được bọn chúng trong ứng ngoài hợp, tránh loạn tới mức không thể xử lý. Tự Thiếu nói rất có lý. Chú Trình, lập tức dẫn quân xuống phía nam, bất luận ra sao cũng phải đoạt Càn Bình lại cho cô. Tự Thiếu yên tâm, trong vòng 3 ngày tôi sẽ lấy lại được Càn Bình. Chỉ là... Sao hả? Quân Vĩnh ở bờ Bắc Vĩnh Giang gom góp một lượng binh lực lớn, với lại còn trì trệ bất động. Bọn họ là muốn nhân lúc chúng ta đột kích Càn Bình, lập tức hành động đánh úp trong ngoài, khiến chúng ta bị bao vây tứ phía. Dư sư trưởng, có. Ông lập tức đi tới Càn Bình, ngăn cản đội quân chính diện của quân Vĩnh. Rõ. Dư mổ sẽ không phụ sứ mệnh, ngăn cản quân Vĩnh, tuyệt đối không để chúng tiến thêm một bước. Bọn chúng muốn trong ứng ngoại hợp, chúng ta cũng có thể dây thành đánh diện binh. Dư sư trưởng, ông rút về trước Tam Giác Thượng, ở đó cố thủ, đem quân chính diện của quân Vĩnh dây trong hẻm núi của Càn Bình. Rõ. Chú Trình, có. Sau khi lấy lại được Càn Bình, lập tức chia binh nam hạ, chắn trước cửa núi, bao vây quân Vĩnh. Rõ. Nhiệm vụ Càn Bình, chúng ta nhất định phải đánh bại quân Vĩnh, để cho chúng biết dù không có đốc quân cũng sẽ không chiếm được chút lợi ích nào. Rõ. Tướng quân, không đúng, quân thừa sao tự dưng lại lưu binh rồi, còn đánh hăng say nữa chứ? Đây là phòng tuyến cuối cùng của bọn chúng rồi, chó còn bứt dậu. Mệnh lệnh tiền sư trưởng, không tiếc trả giá, chiếm lấy đỉnh núi. Dạ, toàn diện tấn công. Chống đỡ không nổi rồi. Như sư trưởng nói, đối phương tấn công quá mạnh, sắp chống đỡ không được rồi. Bên phía Trình Tư Lệnh sao rồi? Trình Tư Lệnh nói, trễ nhất 3 giờ chiều nhất định sẽ lấy lại được Càn Bình. Nói với Dư sư trưởng, bất luận ra sao cũng phải chống đỡ tới 6 giờ chiều. Rõ. Alo, Tư Thiếu lệnh cho ông, bất luận ra sao cũng phải chống đỡ tới 6 giờ chiều. Đã nghe rõ chưa? Mệnh lệnh pháo đoàn, sang bằng đỉnh núi này cho ta, bất luận giá nào cũng phải xông lên. Dạ. Sư trưởng, thật sự chúng tôi sắp đỡ không nổi rồi. Phải ráng chống đỡ. Truyền lệnh của tôi, ai dám lùi một bước xử bắn ngay tại chỗ. Có. Alo, nói với Tư Thiếu, cho dù chỉ còn một mình tôi cũng quyết không rút lui.
Nhưng mà bộ chỉ huy của Tứ Thiếu cách đây quá gần, tôi lo sẽ có nguy hiểm. Mong Tứ Thiếu rút lui. Tôi sẽ không lui đâu. Sống lên! Mộ Dung Phong, có gan thì thả tôi ra. Chúng ta đấu giao thật súng thật. Cậu dùng âm mưu quỷ kế, sao gọi là hảo hán được chứ? Có tin là tôi bắn chết ông không? Mau bỏ súng xuống. Triệu tướng quân, ông là người Lạc Dương. Nhưng ở chốn non xanh nước biếc tuyệt đẹp đó, trong nhà chắc còn con cái. Mộ Dung Phong, cậu muốn làm cái gì? Muốn chém muốn giết, Triệu mẫu tôi theo cậu tới cùng. Đừng có hòng động vô người nhà của tôi. Tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nói, bất kể là ông hay tướng sĩ bên ngoài, mọi người đều có cha mẹ con cái. Bớt nói nhảm lại, ra tay đi. Quân nhân đánh nhau luôn phải phân rõ thắng thua. Nhưng lẽ nào chúng ta đánh nhau chỉ là đánh tới tôi sống anh chết phân cao thấp thôi sao? Ông là tướng lĩnh của quân Vĩnh, chúng ta là chim sẻ, sao biết được chí chim hồng? Nhưng điều tôi muốn nói là, bất kể là quân nhân ở phương diện nào, điều chúng ta cần làm là bảo vệ bình an một phương, để bách tính có một cuộc sống yên ổn, không phải sao? Cởi trói cho Triệu tướng quân đi. Tư Thiếu à, đã nghe thấy chưa? Truyền lệnh xuống dưới, nói với quân Vĩnh đang bị bao vây, chỉ cần họ buông vũ khí đầu hàng đều sẽ được thả về. Rõ. Đợi một chút. Tư Thiếu à, chúng ta khó khăn lắm mới bao vây được quân Vĩnh. Nếu cứ như vậy mà thả bọn họ trở về, vậy chẳng khác gì là thả hổ về rừng, hậu quả khó lường. Giết chết họ đi, có thể thiên hạ thái bình sao? Tư Thiếu à, cậu là người nhân hậu, nhưng mà cậu đừng có quên, ở đây là chiến trường, ở trên chiến trường không thể có một chút từ bi được. Không sai, chiến tranh là tàn khốc, nhưng càng ở trên chiến trường tàn khốc, chúng ta càng phải hiểu rằng, nếu chúng ta không có lòng từ bi, chỉ lo giết người giành phần thắng, tranh địa bàn cướp lợi ích, vậy chúng ta và Tôn Kính Nghi, Lý Trọng Niên bọn họ có khác biệt gì đâu. Tư Thiếu, chú Trình, cha con nói với con, năm xưa bởi vì mọi người bị ức hiếp quá đáng, muốn yên ổn sinh sống mà không được, nên mới bị ép phải khởi binh. Nhưng mà mọi người cầm súng lên là vì muốn bách tính cũng như mọi người có thể có một cuộc sống tốt. Quân Vĩnh bị bao vây lần này, ở trên chiến trường họ là kẻ địch của chúng ta. Nhưng mà những quân nhân này cởi bỏ quân trang, ai cũng đều là bách tính bình thường, là bách tính mà mọi người bán mạng để bảo vệ họ. Triệu tướng quân, ông cũng về đi. Quay về nói với Tôn Kính Nghi, tôi không muốn đối địch với ông ta, vì thái bình của một phương, vì để bách tính có được những năm tháng yên bình. Mộ Dung Phong tôi khẩn thỉnh ông ấy đừng gây thêm rắc rối nữa.